Quý vị và các bạn thân mến, dự báo từ khoảng ngày 14 tháng 10, trên khu vực vùng biển giữa Biển Đông nhiều khả năng hình thành một vùng xoáy thấp. Sau đó, xoáy thấp này khả năng mạnh lên thành một vùng áp thấp. Dự báo, vùng áp thấp này có hướng di chuyển vào khu vực vùng biển các tỉnh thành khu vực Trung Trung Bộ. Tuy ít có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hay là bão, nhưng do ảnh hưởng của vùng áp thấp này, nên từ khoảng ngày 14 tháng 10 trở đi, các tỉnh thành khu vực Trung Bộ sẽ đón một đợt mưa lớn trên diện rộng. Trên đất liền, dự báo từ đêm nay cho đến ngày mai, ngày 13 tháng 10, các tỉnh đồng bằng ven biển có khả năng xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 14 đến ngày 15, mưa cũng sẽ có xu hướng mở rộng ra các tỉnh thành khu vực Trung Du và vùng núi. Với Trung Bộ, trong đêm nay và ngày mai, ngày 13 tháng 10, ở các khu vực Nghệ An đến Quảng Nam có mưa vừa, mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 90 đến 150mm, có nơi trên 260mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế là từ 190 đến 390mm, có nơi trên 460mm. Khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam là từ 160 đến 260mm, có nơi trên 360mm. Từ ngày mai, ngày 13 đến ngày 14 tháng 10, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa cũng sẽ có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to, phổ biến trong khoảng từ 50 đến 150mm. Với khu vực Quảng Ngãi đến Bình Thuận vẫn tiếp tục có mưa rào và dông về chiều tối, cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 50mm, có nơi mưa to trên 80mm. Cũng từ ngày mai, ngày 13 tháng 10, mưa dông sẽ có xu hướng gia tăng tại khu vực này. Cảnh báo mưa dông và mưa lớn ở khu vực Trung Bộ sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày sắp tới. Với Tây Nguyên và Nam Bộ, do chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ mạnh dần, nên về chiều tối và đêm tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40 đến 80mm. Từ ngày mai, ngày 13 tháng 10, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn, nên mưa dông sẽ có xu hướng gia tăng cả về diện và lượng tại cả hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước trong đêm nay và ngày mai, ngày 13 tháng 10. Khu vực Hà Nội trời nhiều mây, chiều và đêm có lúc có mưa, mưa vừa và dông, gió đông bắc cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 29 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, về trưa và chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng về chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2, nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 23 độ, ở vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 26 đến 29 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 24 đến 27 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ở phía Bắc trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Ở phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to, gió Đông Bắc cấp 2. Nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 25 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc là từ 26 đến 29 độ. Ở phía Nam là từ 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 24 độ, có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 34 độ.